Nay là bỏ ra chợ phiên, bỏ thức dậy sớm. Săn hàng lúc 5 giờ. Săn hàng à. Trời nguyên quả đùi cắp nách anh em ạ. Vừa nay ăn cái đùi gà thề với anh em rồi này. Chát thấm ở đâu à? Cái đùi gà. Đây, mời anh em nhá. Anh em phải hiểu này nhá. Lợn cắp nách là lợn như nào? Lợn cắp nách nó không phải là cái lợn sữa đâu nha anh em nhá. Mà lợn cắp nách ở trên này dân bản nó nuôi thả rông ấy. 8 tháng đến thậm chí cả 5 rời nó mới chỉ có 10, 12, 15 cân. Đấy. Nó thả rông nên là ăn thịt nó rất chắc, thơm. Thịt siêu ngọt luôn anh em ạ. Thẳng cái chân giò luôn. Xin chào các bạn. Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay là tháng mấy nhỉ? Hôm nay là mùng 10 tháng 9. Thế mà 2021. Bây giờ vâng, con chào bà nhá. Chào bà. Hôm nay ở trên này rất là lạnh rồi mọi người. Hôm nay lạnh nhờ mà. Bà không mặc áo ấm à? Thế à? Con là giống ở trên Sapa này lúc nào cũng phải mặc mà phòng ảo. Ui bà có con gà ngon thế. Vâng. Đấy. Bà có cả lợn cắp lách dạ. Luôn à bà? Ông bà con đi đồng phình mà. À bà có cả cái đùi lợn cắp lách này. Có mà. Thế à? Mùa ăn xong là còn hoang. Ô thế thì tí bà để con nha, còn mỗi miếng này à? Còn mỗi một miếng. Mỗi miếng đùi này à? Chân giò. Còn một cái chân giò đen nhớ đấy. Được mà. Ôi tí con phải gặm cái này đi. Cho con nghe, tí cho con cái đùi này. Ngon. Này, có cái đùi à. Đấy. Vừa thả vào đấy. À, này, cái chưa thành đúng không? Chưa. Hôm nay có vẻ hơi ít đồ sao bà nhỉ? Vừa đang luộc hai cái chân giò này đủ. À, thế à. Tại vì sau dịch nghỉ lâu quá bà con, nhiều người chưa biết bà nhỉ? Vâng. Nhiều người chưa biết là đi chợ ấy. Ba để cho con cái đùi này nhá. Vâng. Tí con này. Cầm... Không, dư rồi. Dừ chưa? Thôi đừng dừ quá không ngon, lợn cắp lách dừ không ngon đâu. Ngon chưa? Đấy. Giờ mình đi lợn lờ đây một tí, sau đó thì lát sẽ quay lại đây để bọn anh chén. Ui, cái đùi gà, ngon chưa? Đùi gà cũng ngon, cái gì ngon. Vâng. Cái này là chắc là chưa có hàng chợ đây, hàng nhà mà mang đi sao đúng không? Hàng nhà đi đấy. Còn đoán ngay rồi, vâng. Hôm nay hốt bạc, một mình mở cửa này hốt bạc, ủa, đồ ăn ngon đấy. Chào đại gia đình nhá. Ủa. Vâng, chào các bác. Con chào bà nhá. Hôm nay chỉ mỗi mở bên này thôi à, bà bên kia không mở à? Kia không cho mở, cả chợ không cho mở. À. À thế ạ. Quán nhà mình. À đây là nhà mình thôi đúng không? Này may quá. Mấy cái chợ khu vực ẩm thực thì chưa được mở. Nó có bảo bao giờ cho mở không hả bà? À thế trễ ngon quá nhỉ. Này là trễ này, gà này. Em Lọc ở đây làm phở à? Vâng ạ. Ừ. Đây là có cái bộ trễ nhỏ nhỏ này. Trời ơi. Phèo này nó khủng nhá. Phèo này mới gọi là phèo đấy. Đã chín hết chưa chị? Vâng, à cái loại này thì nó cứ nổi lên là chín à? Chín quá. Có phải trần lại khác không hay là chín này thôi? Mình ăn trần qua khác xong là múc nước dùng mà gan là hút rồi mà. Rồi rồi rồi. Măng chỗ măng sợi đổ bớt luôn đi. Đây là có mấy gì? Đây cô ăn. Cái này có mấy gì ăn thoải. Trên hết phải đồng hóa với cháu ơi. Gì? Sức ngon thật đấy. Nay là bỏ ra chợ phiên, bỏ thức dậy sớm. Săn hàng từ lúc 5 giờ. Săn hàng à. Lưỡi. Thịt này, lưỡi à? Tươi sao đó. Ra đây, ra đây.
kiểu chợ nghỉ hơn tháng các bạn ạ. Chào chị xinh gái nhá. Già rồi còn xinh gái nữa. Già xinh gái. Già xinh nói cả vấn đề còn trẻ. Quay nhà một chút này, chia sẻ mọi người xem nào. Món này, lưỡi của chị này. Lưỡi lợn không nhầm, mày bảo lưỡi của chị. Lưỡi lợn thôi, không phải lưỡi của chị đâu mà. Con này cũng là lợn đen đấy chứ chị nhỉ? Lợn đen à? Ừ. Thì dày đấy nhỉ? À, chị vẫn có hàng ngon nhỉ? Ừ, hôm qua họ mua. À, thế à? Em mua từ hôm qua à? Tí nữa cho em một tí cái mõm lợn này. Ui, con này thơm nhỉ? Cái này bán bao tiền lạng chị? Bán 20 nghìn lạng chị. 20 nghìn lạng nè? Vâng. Cái chợ này bán lại rẻ hơn anh em. Không có cái mõm trên của nó à? Mõm trên của nó còn đang nấu. À, còn đang luộc trong này á? Ấy, tí cho em cái mõm ấy nhá. Nhưng mà sắp chín chưa? Chín rồi. Chín chưa? Thế chị cứ thái cái đồ cho anh kia đi, một tí quay lại em lên. Cho em cái mõm này. Ừ. Phải đúng hàng lợn đen nhé. À, lợn đen thì ăn mới chuẩn các bạn ạ. Chị là hay quen hay thử được lợn ngon nhỉ? Nhìn cái bì nó dày là đủ hiểu rồi. Ngon. Sớm quá nên là mọi người cũng chưa ra đồ mấy. Với lại là hôm nay là phiên đầu tiên đấy, của cái chợ này. Sau hơn một tháng giãn cách. Nhưng mà thơm quá. Ba chủ đi vắng là đang định ăn trộm cái đùi này mang về. Chân giò. Trong kia còn đồ không em? À thế à? Anh Giai bây giờ mới đang làm món thủ. Con này hôm nay to đấy nhỉ chị nhỉ? Vâng. Cái thủ bao nhiêu cân? 6 cân thứ. Ủa? Hơn 6 cân cả? Ừ. Đây, chị đang thui cái gì đây này? Chân giò à? Thế là chưa có được ăn gì hả chị? Tí nữa được ăn rồi. Tí nữa được ăn đúng không? Khanh cái gì đây? Khanh, cái này là cái bếp. Chào cô nha. Ui, lạnh quá cô nhở. Chào cô nhá. Đang chào cô. Đậu phụ anh em ạ. Mèn mén, ốc đậu. Hôm nay nhất định là phải làm bát ốc đậu. Nhưng mà bây giờ mọi người sớm quá, bây giờ mọi người mới nấu. Bà thả ba cái đũa vào trong là để cho nó đỡ khê ấy. Khê à? Ừ. Đảo đi xong rồi để nó có cái độ ấy. Trên này à? Trên này là khá là lạnh rồi ấy. Đâm ra là mọi người đã mặc áo rét hết rồi các bạn ạ. Qua được ngồi bên bếp lửa này thì ấm biết mấy. Thích cái nhỉ? Kiểu ngồi trên này bây giờ mới có tháng 9 dương thôi mà đã lạnh như này rồi. Ừ. Với em mà mặc một áo như này là vẫn là lạnh nhá. Uh-huh. Phải dày thêm chút nữa thì vừa. À, hồng cay mắt quá. Bà không muốn nó cay mắt bây giờ bà... Bà làm thế nào? Dạ. Bà đeo kính rồi. Bà đeo kính hay bà để cái bát nước ở đấy nhỉ? Cứ phải ấy nước lá vào dao. Hôm nọ cháu vừa gọi điện cho bà, nhớ không? Đó. Ừ. Bà làm nhiều đồ. Để cháu lên ăn. Để lên ăn. Bà thái hành xong bà cho con hai cái đùi nhá. Dạ. Hai cái đùi gà với mình đùi có rồi. Một cái đùi lợn. Ừ, đùi gà. Mình phải nhắc lại với anh em là khi mà anh em lên chợ phiên nhá, anh em muốn ăn cái bộ phận nào cứ bảo cô ấy cắt cho. Mặc dù là có thể là mình ăn đùi thì giá nó cao hơn một tí. Nhưng mà mọi người cô ấy vẫn bán rồi mà. Đấy. Mình chỉ ăn hai đùi gà, một đùi lợn. Bảy lạng. Vâng. Vâng ạ. Thôi cho con bát nước chấm đi. Đây, em mình. Vâng, chào cảm ơn. Ôi, cho cháu xin ít nước dùng vào cái bát này luôn không ạ? Cho cháu bát nước dùng nhá. Nước chấm mà phải chủ tịch pha mới ngon anh em ạ. Vâng, cho tí hành vào các bạn, nó thơm. Bạn đang dùng. Vâng. Qua này nó sánh. Cho tí nước vào đây không ạ? Nó dùng nhiều tí nó sánh. Rồi. Hôm nay
Tiếc là không có cái ấy nhỉ? Không có ốc đúng không? Không có ốc. À em sẽ đi mua cho anh cái bát ốc đậu, mà mén thì anh thèm. Nó lâu không ăn để thèm. Đây anh em. Gà trên bản này bà con đi bán buổi sáng kiểu tranh thủ dậy mổ, nó vẫn còn tí gọi là viêu lông. Nhưng mà thôi, thế là thông cảm được. Đấy, đây. Em nhìn thấy không? Ui, ăn thế này thì phê thôi rồi luôn. Bà cho một cái bát nhựa cho đi mua mèn mén ốc đậu. Đấy, hôm nay hên các bạn ạ. Đấy, được cái quả đùi lợn khắp nách ấy. Mà cái đùi này là bà mổ ăn nó còn dư của bác điều bạn. Nay chủ tịch phải đi rõ là trên xa. Thì ở đây hôm nay chỉ có ốc đậu thôi. Chưa mèn mén à? Chưa. Đây, bây giờ em cho một chút ốc đậu vào đây. Vì không có ốc lợn các bạn ạ, nên là cho một chút ốc đậu vào nó mới có cái độ độ sánh. À, mình làm giả ấy, giả làm ốc lợn. Để đánh lừa cái vị giác. Đó, dằm đều lên. Nát nát ra thì nó quyện. Ừ. Này à, đùi. Đây, mời anh em. Ba cho cháu xin hai cái bác con. Này, bạn cái này cần gì bát đâu mà. Đây, mời chủ tịch. Rồi, cháu mời ông bà nha. Nhìn nó dân. Đây, ngập mồm. Ngon. Chuẩn gà ta không? Chuẩn gà ta luôn, nhưng mà em này là mới lớn. Nó mềm quá. Nó mềm nó mới... Vẫn còn là viêu lông. Ở đây có 4 cái viêu lông. Đấy đấy, bảo mới lớn mà, đang mọc lông. Hàng, kiểu hàng mới mọc lông thôi đúng không? Giờ này cho đi chợ phiên nhiều ăn uống ngập mồm ra. Đâm ra là không giảm cân được các bác ạ. Không giảm cân được. Này, em mời các bác nhá. Em cũng phải chiến đây. Dạ. Bác là bà. Vâng, con cảm ơn. Đây chấm nó phải nhiều ớt tí anh em ạ. Cái độ sánh nó lên nó mới ngon. Ông nhìn hấp dẫn đúng không? Hấp dẫn. À thế à, cũng thích ăn à. Ô, em đang đi để dành hai cái đùi gà để tí em ăn tiếp mà anh đã ăn à? Dạ. Vâng. Ơ cái này chưa cho ớt à? Thế nào anh thấy thiếu gì? Ít đi thôi. Ớt ở đây cay lắm anh em. Cay xe cái ấy. Đấy. Bát nước chấm chéo uy tín. Xin lỗi anh em là mình chấm nó phải ngập tí này. Mong anh em hết sức thông cảm. Nhìn thì nó hơi mất lịch sự tí thôi nhưng mà chậm nó phải ngập. Được cái không có ai ăn cùng, có mỗi hai vợ chồng. Mời bác nhé. Thèm. Đúng không? Đúng như là em nói chưa? Là cái này ngọt thịt là được rồi. Thôi mà con này kiểu dạng gà mái anh em. Ngập mồm. Vâng, cái này ông cho hạt dổi ở đây sao nó thơm ít nhỉ? Đúng không? Này là thế nào? Nước chấm mà vâng, có hạt dổi. Nước chấm mà có hạt dổi cũng ngon. Kiểu giống như là mình quánh tích canh ấy nhỉ? Cái này là hạt dổi ngon. Không cái anh khán giả anh cứ bảo ông Hải ăn này ngon cũng chịu được anh đồng cảm. Nhiều người ứ là nghĩ sang là vấn đề khác, nhưng anh Hải là ăn là ứ là thể hiện là độ ngon các bác nhá. Đấy là một cái đặc tính riêng của anh Hải. Hơn một tháng rồi cái món này thèm rồi.
Ở nhà ăn là có phải chặt nhỏ ra. À, mà ngọt chưa? Ngọt nha. Nói chung là cái gì mà cứ mới ông lớn ơi, là ngon. Phải đúng nhà này nhà ông nuôi đúng không? Nhà nuôi mà. Đang hỏi ông anh lại nản cái ông cái mới ngô đúng không? Nó bảo cái gì mới lớn thì cũng ngon. Con gà này vừa mới lớn là ngọt thịt. À. Con gái mới lớn ngon. Vâng, con biết à. Ngon. Đây mà làm bát ốc đậu à. Ăn ốc đậu mềm mềm này. Cho nó ấm bụng à. Như kiểu mùa đông luôn nhỉ. Khói nghi ngút này bốc lên. Cho một ít cay cay này vào này. Ngon. Ăn ốc đậu ra. Anh làm thế đi. Ừ. Ốc đậu nhà cô này nấu ngon nhỉ. Ừ, thơm. Đúng rồi, nó phải ngậy ấy, nó ngậy cũng ngon. Nhưng mà đậu ốc đậu em thích ăn với cả cái rau cải này nhất nè. Rau bí không thích ăn bằng. Tùy nhà nào nó có rau gì nó ăn cái rau đấy. Đây, mời anh em nhé. Bây giờ đến cái công đoạn chơi nguyên quả đùi cắp nách anh em ạ. Vừa nãy ăn cái đùi gà thề với anh em này, chả thấm ở đâu à. Cái đùi gà, nhưng mà đây, mời em ra đòn trước. Đây là gọi là kính vợ thì đắc thọ, đội vợ trên à. Đội vợ trên đầu trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão. Không đội vợ lên đầu thì là bất tử sớm. Chu di cửu tộc đúng không? Ngon không? Ngon. Đây, mời anh em nhé. Con lợn này thơm thịt bà nhỉ? Anh em phải hiểu này nhá. Lợn cắp nách là lợn như nào? Lợn cắp nách nó không phải là cái lợn sữa đâu nha anh em nhá. Mà lợn cắp nách ở trên này dân bản nó nuôi thả rông ấy. 8 tháng đến thậm chí cả 5 rời nó mới chỉ có 10, 12, 15 cân. Đấy. Nó thả rông nên là ăn thịt nó rất chắc, thơm. Ngon quá nha. Mời phu nhân sâu vào. Để làm miếng nó phải ngập mồm mà. Ăn cái này cho. Anh có muốn em béo quá nhỉ? Giờ không biết chọn cái hướng với nào anh, này. Với anh Hải thì bên em vẫn là chân giò. Không, nói chung là cái gì cái riêng cái anh chân giò này nè, nó có một cái niềm đam mê gọi là bất hủ. Yeah. Đấy. Này, cho em cầm cái này trước đi. Anh. Đây. Anh ăn cái đấy đi, em ăn củ này. Thịt siêu ngọt luôn anh em ạ. Thẳng cái chân giò luôn. Ngon. Bảy lạng thịt nhỉ? Bảy lạng. Thôi cháu ăn chân giò đâu thôi rồi. Nhà mình đi đâu hay có riêng số 7? Dạ. Được mấy tuần không đi chợ kia này nhớ không? Thôi, ồ, thèm lắm, thèm. Ở nhà. Cháu toàn ngủ mơ thấy em chân giò với em đuôi gà đen. Dạ. Nằm mơ còn gọi tên nữa bạn. Gọi tên em trong đêm. Con lợn này bà mà luộc vừa chín tới ngon á. Hết nạc thì tăng vàng đến xương anh em ạ.
ăn là cái sụn này, hàng giòn đấy. Chân giò này ngon lắm. Giò lắm. Đúng quá. Sau khi giải quyết xong quả chân giò thì gà lẫn lợn thì hai vợ chồng tiếp tục đưa các bạn đi chơi một vòng quanh chợ nhé, xem mà hôm nay phiên đầu tiên ở chợ em có gì. Đây là rau cải, rau cải mèo. Cái này bán bao tiền một mớ hả cô? 5.000. À, 5.000 một mớ. Ủa, Hà Nội cái mớ to này có 5.000 nữa. Ủa, nặng lắm. Một mớ to luôn, 5.000. Gần 1 cân. Để nhờ. Nó phải gần cân đấy nhỉ? Cân. Tí nữa ra mua ít rồi mà. Rẻ nhỉ? Đây là chuối mới lại là... Chuối, xả, và đây là đỗ. Đỗ. À, còn trên này là hồng này. Đấy, dưa chuột này. Hồng giống quả chua chưa? À, trên này là ớt này. Nắng quá. Mọi người sáng ra nắng lên ấm, nắng phát lên ấm luôn nhỉ. Vâng. Hoa quả các chị bày nhiều. Nhãn. Nhãn này là nhãn ở đây chứ nhỉ? À thế ạ. Ở trên này hay dùng được cái giống đỗ tím tím này nhỉ anh Hải nhỉ? Tí ra này. Này, đỗ của bà ngon chưa? Đâu? Đây. Ừ. Đỗ này nó ngon. Mua về luôn. Mua về tích ăn dần. Hỏi bà bao tiền một mớ? Bà ơi. Cô ơi. Bà. Đỗ của bà. Đỗ của bà nói tiền mớ đấy. À, của người khác à? Cô ơi. À, có bán đỗ không? 10.000 mới em ạ. Bao tiền một mớ? 10.000. À, 10.000 à? À. 10.000 một mớ. Tí quay ra lấy. Tí quay ra lấy mấy mớ em ạ. Ừ, bây giờ đỡ cho đỡ phải xách. Đây có quả hồng giòn đây này. Ừ. Hồng này bán đi nào ạ? Mà... Bao nhiêu tiền một cân? 30.000 cân đã ăn được chưa? Ăn đi, ăn ngon đấy. Ăn ngon đấy à? Nó ngon ơi. Hả? Nó ngon này. À, nó ngon à? Thầy có... cho một con dao nào, ăn thử thế nào, xem nó ngon không? Cái mà trà sữa nào, có mua mà. Mua à? Đấy. Đâu đưa đây cháu gọt cho. Đây lấy quả này này. Ừ. À bà thử quả kia. Bà chip bao. Đây ông có này. Ông bán à? Nè. Cùng nhà. Cùng nhà. À. Đây cháu xin. À ông mang cho bà bán các bạn ạ. À. À. Đấy. Bà chỉ đạo bảo ông ở đi. Đây em ăn thử ngon không? Ừ. Ngon không ngon? Ngon giòn đấy. Ngọt không? Ngon. Ngọt lừ luôn. Ngọt lắm. Được không? Hồng nhà bà ngâm ngọt đấy. Bà ngâm ngon, hồng ngâm ngon lắm. Bà có bao nhiêu cân? Hả? Bao nhiêu cân? Ơ bản này. Ơ bản à? Ơ bản đi ký. Vừa rồi mua một đống hồng các bạn ạ. Ui, trên này lại có hồng tiếp này. Ông này bán như nào đấy? Ôi, vừa mua kia 30 giờ lên 20 rồi. Bịp với. Có mua 30 thì mua 20. Đây thế đỗ của bà này. Bà ăn có đầy đỗ này này. Cái này mấy nghìn đây bà? Ờ, 5.000, còn chỗ kia lại 10.000. Bà kia 10.000, hóa ra mình mua đắt rồi em ạ. Nhặt đi mấy mớ đi em. Nhặt thêm nhá, nhặt thêm. Nhặt luôn đi. Chia cho hàng xóm. Đây các bạn ạ. Bước kia mua xong là kia 10.000. Mua. Nói bé mua tí bà này. Mua bên kia 30.000, sang bên này, bà bên này 20 luôn. Quả có khi lên bà kia 15.000 đấy chứ.
Múc có quả to nhá, quả to, quả to. Bên này là 4. Làm lúc là rất là ấy các bạn ạ, vừa mua bên kia mà ba chục xong bây giờ chuyển sang đây mua. Và bên cạnh kia là 20, bà bên này là 15.000. Chịu rồi. Nói chung là mình không có khả năng. May là có mấy chị kia mua mình biết. Mua nhiều ạ. 4. Đây có quả này, dưới này này, ở đây. Đây đây này. Lấy quả to. Em ơi, bà bên này bán có 15.000 đấy. À 5 cân. À. Một. Đấy, kia là mấy cân? Đây, đây nhặt nhặt đây nữa, đây nữa. Này, đây này, đây này, đây này. Này, đổ này vào quả to này này. Đây là quả to đâu. Đấy, trói quả to vào. À, quả nào không bị thối nhá, về làm quà. Ừ. Ngon thật đấy nhá. Em ơi, ta nhặt ít hồng này về mua cho mọi người túi. Thôi thôi. Ừ. Nhưng mà có ngọt không đây? Đúng chưa? Cái này là bón 4 bó, là 10 bó, là 50.000. Đâu, vẫn đang đàm phán 50 bó rau. Không phải ở trên này bà đếm chậm. Ngọt ngọt của nhà anh này 20, với nhà chị này 20 là 40. Mới vừa lấy mua mấy chục cân rồi. Tạ hồng ơi. Rồi 2 cân 6 à. Cái này cái hồng thì nó rẻ quá anh em ạ. Hôm nay là phiên chợ vắng là vợ chồng em khuân hết hoa quả về. Cho các bác về sớm. Cái hồng ngâm ở trên bản này ngon lắm. Ngâm nước lã này mà. Kể mà ra mà những khách yêu của em ở trên này. Hả? Đủ hết là lên. Thôi thôi thôi. Thôi từ này thôi. Này quá nhiều rồi. Tạ hồng rồi. Về này. Người ta thích ăn hồng thịt. Trừ bữa. Người ta thích thịt, thích cá. Đây này. Thích hồng. Thôi mang giúp ra ô tô nhá. Đặt tiền đi. À thế là hai bà thông ra. Ông An xách hộ ông cái tiền này. Bà này thì bà này lại bà kia. Rồi các bà tự dàn xếp với nhau nhá. Rồi đi đi. Mua nhiều hồng quá anh em ạ. Ôi rồi. Chết cười. Mua hàng đầu tiên thì 30.000. Hàng thứ hai thì tôi mua 20.000. Hàng thứ ba tôi mua chỉ có 15.000 thôi. Nói chung là đấy, trình độ của vợ chồng mình đi chợ là trình độ có hạn các bạn ạ. Ở nhà còn nhiều không? Còn nhiều nhưng mà chưa hái. Nhiều chưa hái à? Tí lấy số điện thoại nhá, lúc nào ăn hết thì bảo gửi xe cho em nhá. Được. Được, ok luôn. Mua gần tạ hồng rồi. Bà này bà con mua mang vào đây bà bán luôn. Em có mua gừng về làm giống không này? Có đấy, cái gừng này về ăn được. Mua gừng về trồng được đấy này. Gừng này bán thế nào đấy em? 20.000 một cân đó. Lấy một cân nghe. Hay là ấy? Bán theo cân thì. Ừ. Đây để cho chị về ăn. Tươi này để thoải mái này, vừa rồng vừa ăn luôn. Các bác mà muốn nấu canh gà gừng ngon thì phải mua cái gừng này về rồng này. Gừng này nó già gừng. Già gừng mà nó là gừng ta luôn. Ừ. Chuẩn lắm. Gọi là gừng gió. Ừ. Chưa? Gừng ngon. Sau một là hết một tháng. Gọi là ăn hết những cái gì mà đã tích trữ ở trong ở chợ phiên về thì hôm nay bắt đầu ra thác hồ mua. Ôi, ở đây lại có mấy... Ở đây bà có cái cây thuốc gì đây? Mấy cái thuốc ấy. Viêm khớp, đau khớp. Ờ. Mấy... trên này các bà con trên này họ hay thì thẳng có hay những cái bài thuốc rất là hay luôn. Giờ mình sẽ đi lên phía trên khu vực trên chỗ chợ. Vâng, nghe chào anh nhá. Đấy, anh em rất là thân thiết luôn ở chợ phiên này kiểu. Nay về cái tủ lạnh nhà mình lại đầy rồi các bạn. Hôm trước thì mình mua đi chợ phiên trước thì mình mua gần con lợn luôn. Lần này thì mua cả tạ hồng hoa quả ấy. Chung tích là rau nữa. Thịt hoa quả phải rau phải tích nhiều. Không phải dịch dã này khó nói lắm anh em ạ. Bà ơi. Chuối này bán như nào đây? Bao nhiêu tiền? Ilo Ichien à? 1.000 một quả. Hay lấy một nải to cái đi em ơi. Đây á.
1.000 một quả. Này chả ngon à? Đây bà lấy cho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 quả. Đây bà ơi. Bà cho thêm một quả nữa thành 15 quả. Là 15.000 nữa chẵn. Đây bà ơi. Bà cho vào cho con. À chắc ở đây cháu. Bao tiền là bán hả bà? 10.000 thôi. Giờ thế bà lấy cho con một bát 10.000. Ơ bà bé quá. Ôi giời. Người bé ăn bát bé đó. Này. Bà ăn nhiều vừng là được. Nè, bé thì mày cho to cho nhiều hơn tí. Đây. Bà cứ lấy vừa đủ là được thôi. Cho cái này vào nhiều. Cho con nhiều cái này vào nha. Cái này là muối lạc hay muối vừng đây bà? Cả vừng cả lạc. Cả vừng cả lạc à? Chợ thì hôm nay vẫn chưa được đông đông lắm. Nói chung là bà con nó chưa biết kiểu là có chợ. Vâng, chào chú nha. Hôm nay chú có cái gì hay hay đặc biệt không? À, cái này là dạ dày. Không có, có dạ dày nhím không? À, thế à? Người ta lấy hết rồi đúng không? Chào chú nhá. Đây là chú có cái gì đây? Có cái... Mỗi cái ấy thôi, không có dạ dày đâu. Hết dạ dày nhím à. Chỉ có cái cài tóc thôi à? Chỉ còn cái... gai nhím ấy. Gai nhím đấy về khéo ốc ăn được phép ấy. Ừ. Đây là loại bánh gì đấy? Em này em bán ra. Em này lấy chổi làm ô luôn. Chổi làm tre luôn. Đấy, vừa rồi là hai vợ chồng vừa lượn lờ một vòng cái chợ các bạn ạ. Chợ hôm nay nó hơi leo teo nhưng mà được cái là mấy cái món ăn mà của mình thích ăn nó đều có hết đấy. Ok, sau đây có lẽ hai chồng xin phép kết thúc video tại đây. Chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp nhé. Hẹn các bác vào video kế tiếp nha. Hẹn gặp lại.